Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiểm của em Như Ngọc ha. Chị ở Vĩnh Thành, Trà Lách, Bến Tre, đem Ngọc giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống, mai ghép giống giống như ý bên vườn của em Ngọc cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em Ngọc nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Ngọc, đem Ngọc chào giới thiệu và giao lưu ha. Thì em Ngọc mới vừa về nguyên một cái lô, mới vừa về nguyên cái lô như ý này thì có tầm khoảng vài chục cây thôi cô chú anh chị, không có nhiều nha cô chú anh chị ha. Rồi cô chú anh chị mình mua mình sưu tầm giống thì mình tranh thủ giùm em nha. Rồi không mất thời gian nữa, mình gặp em Ngọc, đem Ngọc chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi chào em Ngọc nha. Dạ em chào anh, dạ con xin chào chú bác anh chị ạ. Rồi thì hôm nay mình giao lưu một lô giảo như ý em ha. Dạ. Rồi mình vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Dạ, mã số 11N. 11N. Rồi cây này có củ. Có củ luôn cô chú anh chị ha. Cây này thì ghép được một bao. Này bao nó cũng chưa có già hung nha cô chú anh chị ha nè. Dạ cái này mạnh hơn là được 18. Rồi, này thì nhà vườn có bấm ngọn nè cô chú anh chị ha. Thì nó cô chú anh chị mình gì mình cũng có thể lấy bo được, nhưng mà cái này thêm 4 5 ngày giùm nhà vườn nha cô chú anh chị ha. Chiều cao là được 46. Tán ngang là được 25. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 400 mà. Rồi đó cái ha. Rồi tiếp theo cái mã số. Mã số 12 nào. Rồi. Cũng là một cây như ý hả? Rồi, một cây giảo như ý nha cô chú anh chị ha. Rồi, 26 luôn em ha. Dạ, cái này mạnh hơn là được 13. Rồi. Chiều cao là được 48. Rồi. Tán ngang là được 33. Rồi. Dạ, cái này cũng xin giao luôn là 550k ạ. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. 13N cũng là một cây như ý hả? Cái này thì ghép được 3 bo cô chú anh chị ha. Ghép một mắt lá không nè cô chú anh chị ha. Bo nè. Ham ha. Dạ cái này mạnh hơn là được 13,5. Cái này nhà vườn á, lúc mà đọt còn non cô chú anh chị, nhà vườn bấm cái ngọn này thì nó bắt đầu nó sẽ bung mấy cái chèo nè cô chú anh chị ha. Chiều cao là được 32. Cây có củ luôn. Tán ngang là được 27. Dạ cái này con xin giao lưu là 450k ạ. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 14N cũng là một cây như ý hả? Rồi. Cái này lô này em Ngọc mới về không có nhiều nha cô chú anh chị ha, nên là cô chú anh chị mình tranh thủ nha. Dạ cái này quả thân là được 15. Rồi. Chiều cao là được 43. Rồi. Tán ngang là được 42. Dạ cái này con xin giao lưu là 500 mà. Rồi 500 ngàn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 15N. 15N cũng là một cây như ý ạ. Rồi. Cây này quả thân ngay điểm này là được 17. Rồi. Cái này ghép 3 bo ha. Chiều cao là được 42. Tán ngang là được 25. Rồi. Dạ cây này xin giao lưu là 400 mà. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 16N cũng là một cây như ý hả? Rồi. Dạ cây này mạnh thanh là được 15. Rồi. Chiều cao là được 44. Tán ngang là được 34. Dạ cây này con xin giao lưu là 550k. Rồi đã cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 17N. 17N cũng là một cây như ý hả? Rồi, một cây giảo như ý luôn cô chú anh chị ha. Cây này mạnh thân là được 12,5. Chiều cao là được 43. Tán ngang là được 33. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 400 mà. Rồi, đã cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 18N ha. 18N cũng là một cây như ý ha. Rồi, con số luôn em ha. Cây này có củ luôn ha. Cây này mạnh thân là được 13,5. Rồi. Chiều cao là được 41. Tán ngang là được 39. Dạ cái này con xin giao lưu là 450k. Rồi đã cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 19N cũng là một cây như ý hả? Rồi. Này mới già anh coi cô chú anh chị ha. Nè, nhà vườn bấm ngọn nè cô chú anh chị ha. Đó. Cây này bình thân là được 16. Rồi. Chiều cao là được 50. Tán ngang là được 30. Dạ cái này con xin giao lưu là 600 mà. Rồi cây cũ nở luôn, tàn khủng khiếp, lấy bo khá luôn cô chú anh chị ha. 600 ngàn, đổi cây. Rồi mã số 20N. Mã số 20N cũng là một cây như ý hả? Rồi, này có cũ luôn cô chú anh chị ha. Nguyên cái cũ nè, cà bá luôn cô chú anh chị ha. Cây này mạnh hơn ngay điểm này là được 15. Rồi. Cái cũ là được 26. Rồi. Chiều cao là được 45. Tán ngang là được 31. Dạ cái này con xin giao lưu là 700 mà. Rồi cái này cú clip luôn em ha. Dạ. Rồi chào hết liền anh nha. Dạ em chào anh. Dạ con xin chào chú bác anh chị. Con mong cô chú bác anh chị ủng hộ cho con. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Ngọc cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Ngọc trong những clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình xem được ủng hộ cho em Ngọc nha. Em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình.